Theo nông lịch trong thời gian này, nông dân gieo mạ lúa xuân. Tuy nhiên, gia đình bà Nguyễn Thị Lam ở xã Tân Sơn, huyện Đô Lương và hầu hết nông dân ở đây lại đưa lúa giống đã qua ngâm, ủ, gieo xuống ruộng hay còn gọi là gieo sạ. Với cách làm này, nông dân có thể tiết kiệm được thời gian nhưng lại khó chống rét cho lúa xuân. Tất nhiên thì rét thì mình cũng lo, đều chẳng lo được làm gì, chứ mà cái lúa này là cũng có cái dạng chịu rét thì cũng lo, chứ mà trường hợp này thì cũng nhiều rồi, có nhiều lúc rệt đồ, rệt mấy đồ bị ấm, chứ mà sau kiểu mong vẫn có khả năng yếu đi một phần, ở sau một vài tuần thì lên. Không chỉ ở xã Tân Sơn, mà hiện nay tại những huyện vùng phía nam của tỉnh như Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, rất nhiều hộ không làm mạ để cấy mà gieo sạ lúa. Còn với những huyện vùng phía bắc như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, tuy có gieo mạ, nhưng nông dân lại cấy sớm hơn so với nông lịch của tỉnh từ 15 đến 20 ngày. Đơn cử như huyện Yên Thành, đến nay đã cấy được 5.000 trên 12.800 hectare lúa vụ xuân. Để mà thực hiện đảm bảo các cái quy định cũng như là đảm bảo cái nông lịch mà tránh các cái thời tiết bất thuận xảy ra sau cái giai đoạn lúa lâm đông, trổ bông cũng như là thu hoạch á, thì huyện Yên Thành đã đẩy mạnh cái việc là tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân về cái diễn biến thời tiết của vụ xuân năm 2023 để người dân hiểu rõ, để chấp hành cái lịch thời vụ đã đề ra. Còn đối với cả cái địa phương mà đã tổ chức treo cậy thì phải thực hiện đảm bảo, thứ nhất đó là cái việc nước trong ruộng để giữ ấm cho cái lúa. Do năm nay nhuận tháng 2 nên ngành nông nghiệp đã xây dựng lịch gieo cấy lúa muộn hơn các năm trước nhằm tránh rét đầu vụ và vào thời điểm lúa trổ. Tuy nhiên, do tâm lý của phần lớn nông dân đó là hoàn thành việc đồng áng trước Tết. Đây là nguyên nhân khiến năm nay dù theo nông lịch thì mùng 5 Tết mới cấy trà lúa xuân đầu tiên, nhưng chỉ có một vài địa phương tuân thủ nông lịch, phần còn lại đã và đang gieo cấy lúa xuân. Điều này sẽ có nhiều nguy cơ gặp thời tiết bất lợi. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp cũng đã đi kiểm tra và đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro. Đề nghị bà con là hết sức là chú ý, quan tâm, đặc biệt đối với là những cái diện tích mà hiện nay chúng ta vừa mới gieo xong thì chúng ta phải là che phủ mạ bằng ni lông để là chống rét cho mạ. Đối với những cái diện tích mà lúa đã cấy, thời tiết lạnh thì chúng ta chú ý là cho nước vào để là giữ ấm, và đồng thời chúng ta là hạn chế là không được, là tuyệt đối không được bón bổ sung thêm đạm. Và có thể trong điều kiện mà tăng cường khi mà cái lúa đã bén rễ hôi xanh ấy, thì gặp thời tiết lạnh thì chúng ta có thể là bổ sung thêm kali. Theo dự báo, từ ngày hôm nay đến cuối tuần thời tiết trở lạnh, có những ngày nhiệt độ xuống còn 14 đến 15 độ C và vùng miền núi nhiệt độ có thể xuống thấp hơn. Vì thế, ngành nông nghiệp khuyến cáo nhà nông không gieo cấy lúa xuân vào thời điểm nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, thực hiện tốt các giải pháp chống rét cho mạ và lúa xuân đã gieo cấy.